chung không khác gì mấy nha. Có gì khác gì đâu nha. Có xây dựng gì đâu khác. Không xây gì khác. Hồi đó hàng cây này xíu nắng quá chừng. Vẫn vui vẻ yêu đời như ngày xưa. Đây là mấy đứa lỏng mập lên phải không? Mình phải vẫn hốt ngày xưa. Cũng lên vài ký nữa không? Để thí nghiệm là hôm nay nè. Đúng không? Đâu có cái máy điện đó. Máy hòa lưới á. Này mấy cái này chủ yếu bên công nhân học nè. Ủa? Vậy này là ký túc xá. Ký túc xá sau này. Khác cái này khúc này thấy lạ quá nè. Cái dãy nhà này nè. Ủa rồi cái ký túc xá đâu? Qua bên kia luôn á hả? Vô cái xá ngủ. À đây nè. Đúng là điện. Đúng rồi, vậy phòng mỹ sư học. Cái 16 T5 là trước ở trên này. Cái 16 T5. Trong này cũng khác. Xe